Xin chào quý vị khán giả đến với kênh Chuyện nước Mỹ của Tí buổi sáng ngày hôm nay. Và buổi sáng ngày hôm nay tin tức xin chúc quý vị một buổi sáng an lành bên ly cà phê với chiếc điện thoại để lắng nghe tin tức trên kênh Chuyện nước Mỹ của Tí. Để bắt đầu phần tin buổi sáng ngày hôm nay là việc kinh doanh của Hoa Kỳ. Công ty US Steel sẽ được Nippon của Nhật Bản mua lại với giá 14,1 tỷ đô la. Nhà sản xuất thép lớn nhất Nhật Bản Nippon Steel đã thắng thầu mua US Steel. Một thỏa thuận trị giá 14,1 tỷ đô la sẽ đưa công ty truyền thống của Mỹ vào tay một công ty nước ngoài. Việc mua lại được công bố hôm thứ Hai, diễn ra vài tháng sau khi các đối thủ cạnh tranh trong nước là Cleveland-Cliffs và S-Mart đấu thầu thất bại. Những công ty đã cố gắng mua US Steel với giá lần lượt là 7,3 tỷ và 10 tỷ. Sự kết hợp này sẽ đưa Nippon trở thành công ty thép lớn thứ hai, chỉ sau tập đoàn Baowu, Trung Quốc. Theo một tuyên bố, US Steel sẽ giữ nguyên tên của mình sau khi mua lại và vẫn ở Pittsburgh, nơi nó được thành lập vào năm 1901 bởi J.B. Morgan, Andrew Kanyet và Charles Schwab. United Steelworkers Union, đại diện cho nhiều công nhân của công ty, đã lên án quyết định bán cho một thực thể nước ngoài của US Steel là tham lam và thiển cận trong một tuyên bố. Họ cũng nói rằng US Steel đã không liên hệ với công đoàn trước khi thực hiện thỏa thuận. Công đoàn của chúng tôi thực hiện đầy đủ các biện pháp trong các thỏa thuận của mình để đảm bảo rằng bất cứ điều gì xảy ra tiếp theo với US Steel, chúng tôi sẽ bảo vệ những công việc tốt, duy trì gia đình mà chúng tôi đã thương lượng, công đoàn viết. Nó cũng kêu gọi các cơ quan quản lý xem xét kỹ lưỡng việc mua hàng như một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Công đoàn đã phê chuẩn hợp đồng 4 năm vào tháng 12 năm 2022, trong đó nêu rõ rằng hợp đồng lao động mới phải được thỏa thuận trước khi hoàn tất việc mua lại. Nippon cho biết họ sẽ tôn trọng tất cả các hợp đồng công đoàn hiện có của US Steel. Nippon đã đồng ý mua US Steel trong một phiên giao dịch hoàn toàn bằng tiền mặt, định giá công ty ở mức 55 đô la một cổ phiếu, cao hơn 40% so với giá đóng cửa của cổ phiếu vào thứ Sáu. Cổ phiếu của US Steel đã tăng mạnh sau tin này, phá vỡ mức 50 đô la một cổ phiếu, tăng 27%. Trong một tuyên bố, US Steel cho biết, giao dịch dự kiến sẽ kết thúc vào quý 2 hoặc quý 3 năm 2024. Phần tin kế tiếp là phần tin vận tải của Hoa Kỳ. Bộ Giao thông Vận tải phạt Southwest 140 triệu đô la vì vụ khủng hoảng Giáng sinh. Bộ Giao thông Vận tải đã phạt Southwest Airlines 140 triệu đô la vì nhiều hành vi vi phạm pháp luật trong thời gian hãng này gặp khó khăn vào dịp Giáng sinh và năm mới hồi năm ngoái, đồng thời yêu cầu hãng hàng không này thành lập quỹ 90 triệu đô la để bồi thường cho những hành khách bị ảnh hưởng bởi sự chậm trễ trong tương lai. Bộ cho biết tình trạng hình phạt được công bố hôm thứ Hai lớn hơn 30 lần so với bất kỳ hình phạt nào họ đưa ra trước đây, vì vi phạm các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng hàng không. Southwest đã phản đối kết luận pháp lý của Bộ Giao thông Vận tải nhưng đồng ý chấp nhận mức phạt, theo lệnh đưa ra kết luận của các nhà điều tra và các điều khoản của hình phạt. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Pete Buttigieg cho biết, chăm sóc hành khách không chỉ là điều đúng đắn mà nó là điều bắt buộc, và hình phạt này sẽ khiến tất cả các hàng không phải lưu ý thực hiện mọi bước để có thể đảm bảo rằng một cuộc khủng hoảng như thế này sẽ không bao giờ xảy ra nữa, theo tuyên bố. Vấn đề bắt đầu khi thời tiết đóng băng tấn công phần lớn đất nước ngay trước Giáng sinh và kéo dài hơn một tuần. Theo điều tra của Bộ Giao thông Vận tải, hãng hàng không cuối cùng đã hủy hoặc trì hoãn đáng kể khoảng 16.900 chuyến bay, làm gián đoạn kế hoạch đi lại của 2 triệu người. Trong khi các vấn đề bắt đầu do thời tiết, các hãng vận tải khác đã phục hồi trở lại khi Southwest gặp khó khăn với hệ thống lập lịch trình cho nhân viên mà các công đoàn đã cảnh báo là điểm yếu. Southwest ước tính sự gián đoạn đã khiến họ thiệt hại 800 triệu đô la doanh thu và các khoản thanh toán để trang trải các chi phí đi lại thay thế của hành khách. Nó cũng dẫn đến việc giám đốc điều hành của Southwest phải làm chứng trước Quốc hội. Bộ Giao thông Vận tải cho biết hôm thứ Hai rằng Southwest đã trả 600 triệu đô la tiền hoàn lại và bồi hoàn cho những khách hàng bị ảnh hưởng. Southwest thừa nhận phải đối mặt với những thách thức chưa từng có vào Giáng sinh năm ngoái, nhưng cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Hai rằng cuộc điều tra phản ánh cách hãng vận tải đã nhanh chóng hành động để hỗ trợ hành khách và đã phản hồi một cách siêng năng và có thiện chí. Bob Jordan, giám đốc điều hành của hãng hàng không cho biết, chúng tôi đã dành cả năm tập trung sâu sắc vào nỗ lực nâng cao trải nghiệm của khách hàng bằng các khoản đầu tư và sáng kiến quan trọng nhằm tăng cường khả năng phục hồi, hoạt động tăng cường hợp tác giữa các nhóm và tăng cường sự chuẩn bị tổng thể cho các hoạt động trong mùa đông. Southwest cho biết, họ đã thực hiện các bước để cải thiện độ tin cậy mà hãng vận tải này đã hoạt động tốt trong lễ tạ ơn vừa qua, cũng như các kỳ nghỉ lễ bận rộn khác trong năm nay.
hãng hàng không sẽ nhận được khoản tín dụng cho khoản phạt 140 triệu đô la vì đã tạo quỹ bồi thường và cấp điểm thưởng cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi sự gián đoạn. Hãng hàng không sẽ trả cho chính phủ 35 triệu đô la. Quỹ bồi thường này sẽ cho phép những khách hàng đến trễ ít nhất 3 giờ do chuyến bay bị chậm hoặc bị hủy vì những lý do nằm trong tầm kiểm soát của Southwest, yêu cầu một phiếu thưởng trị giá 75 đô la. Quỹ dự kiến sẽ ra mắt vào ngày 30 tháng 4. Là một phần của thông báo hôm thứ Hai, Bộ Giao thông Vận tải cho biết họ đang kết thúc cuộc điều tra về việc liệu Southwest có thiết lập một lịch trình không thực tế vào tháng 12 năm ngoái mà không đưa ra bất kỳ kết luận nào hay không. Những người ủng hộ người tiêu dùng cho biết hình phạt áp dụng đối với Southwest sẽ gửi tín hiệu đến phần còn lại của ngành hàng không. William J. McGee, thành viên cấp cao của dự án Tự do Kinh tế Hoa Kỳ cho biết DOT đã gửi một thông điệp mạnh mẽ tới Southwest sau hành động ngược đãi hàng triệu hành khách vào tháng 12 năm ngoái. Nhưng Ken Quinn, cựu cố vấn trưởng của Cục Hàng không Liên bang cho biết vẫn chưa rõ hành động thực thi sẽ có tác động gì, việc các hãng hàng không đã có động cơ tài chính để tránh bị hủy chuyến và đối xử tốt với hành khách. Quinn, một đối tác tại công ty luật Clyde & Co, nói đây thực sự là sự răn đe hay là hình phạt không cần thiết. Cuộc điều tra dẫn đến khoản tiền phạt tập trung vào việc vi phạm các biện pháp bảo vệ đối với hành khách có chuyến bay bị trì hoãn hoặc hủy bỏ đáng kể. Bộ Giao thông Vận tải cho biết, cuộc điều tra của họ bao gồm việc kiểm tra hàng chục nghìn trang tài liệu, kiểm tra nhiều ngày tại trụ sở ở Dallas, Southwest và xem xét hàng nghìn khiếu nại của khách hàng. Các nhà điều tra cuối cùng kết luận Southwest đã không cung cấp cho khách hàng thông báo chính xác rằng chuyến bay của họ đã bị hủy, không cung cấp đầy đủ dịch vụ khách hàng và không hoàn trả kịp thời cho hàng nghìn hành khách. Trong tài liệu tóm tắt của điều tra của cơ quan liên bang Southwest thừa nhận rằng những thách thức mà họ gặp phải, nhưng phản bác rằng họ đã tham gia vào các hành vi không công bằng hoặc lừa đảo vi phạm luật. Theo tài liệu, Southwest phản đối mạnh mẽ việc DOT phát hiện ra rằng họ đã thực hiện một hành vi lừa đảo liên quan đến hoạt động của trung tâm cuộc gọi của mình trong cơn bão mùa đông Elliott. Tây Nam, xin lỗi quý vị, hãng hàng không Southwest nhấn mạnh rằng họ không trình bày sai về công suất của trung tâm cuộc gọi hoặc thời gian chờ đợi hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào, tạo ấn tượng rằng họ có thể trả lời tất cả các cuộc gọi trong một khoảng thời gian nhất định trong thời gian gián đoạn liên quan đến thời tiết khắc nghiệt, kính thưa quý vị. Cuộc khủng hoảng ở Southwest đã khép lại một năm gập ghềnh của ngành hàng không, thời điểm mà hành khách phải đối mặt với làn sóng chậm trễ và hủy chuyến. Nắm bắt được sự thất vọng của du khách, Puttigieg năm ngoái đã thúc đẩy hãng hàng không cung cấp nhiều trợ giúp hơn cho hành khách. Các quy định khác được xem xét nhằm mục đích cải thiện tính minh bạch và giá vé và cấm tính phí cho các gia đình ngồi cùng nhau bồi thường bằng tiền mặt, và Nhà Trắng phải thông báo họ đang xem xét các quy định yêu cầu các nhà mạng phải cung cấp. Hình phạt của Southwest được đưa ra vài tháng sau khi Bộ Giao thông Vận tải công bố phạt 4,1 triệu đô la đối với American Airlines vì đã giữ hành khách trên đường băng tại sân bay trong nhiều giờ tại một thời điểm. Vào năm 2021-2022, các hãng hàng không đã phải vật lộn để theo kịp sự phục hồi của nhu cầu đi lại khi đại dịch coronavirus lắng xuống, và các hãng hàng không nhận thấy mình thiếu hụt có biên chế. Dữ liệu mới nhất của Bộ Giao thông Vận tải cho thấy 1,7% số chuyến bay bị hủy trong 8 tháng đầu năm nay, so với 3% trong cùng kỳ năm 2022. Chúng ta đến với phần tin thời tiết của Hoa Kỳ. Bão lập kỷ lục đổ bộ bờ đông với lũ lụt gió lớn. Một cơn bão ven biển tháng 12 dữ dội trong lịch sử Hoa Kỳ đang tấn công vùng Đông Bắc vào thứ Hai, sau khi gây ra lượng mưa rất lớn, lũ lụt ven biển và gió lớn từ Florida đến Trung Đại Tây Dương. Hơn 700.000 khách hàng bị mất điện vào trưa thứ Hai do gió giật vượt quá 60 dặm một giờ ở nhiều địa điểm ở miền đông New England. Chỉ riêng khu vực Massachusetts, hơn 275.000 khách hàng đã chìm trong bóng tối trong nhiều giờ. Sân bay quốc tế Logan ở Boston, nơi các cuộc giao tranh trong nước bị trì hoãn trung bình 2 giờ 14 phút do gió lớn, có gió giật với tốc độ 68 dặm một giờ ngay trước 11 giờ sáng. Đài Thiên văn Blue Hill phía tây nam Boston có gió giật lên tới 90 dặm một giờ. Những cơn gió dữ dội và những con sóng khổng lồ của cơn bão đã đẩy một đợt nước biển dâng lên bờ tương đương với cơn bão nhiệt đới và cuồng phong từ bờ biển phía tây Florida đến miền nam New England. Ở nhiều nơi, mực nước dâng cao ít nhất từ 2 đến 4 feet so với bình thường, làm ngập các con đường trũng. Charleston, South Carolina đã chứng kiến nước dâng do bão cao kỷ lục thứ tư vào Chủ nhật. Tampa cũng vậy, với mực nước cao hơn bình thường vài feet. Mực nước cũng tăng cao hơn bình thường khoảng 4 feet ở Sandy Hook, New Jersey và Battery ở thành phố New York vào sáng thứ Hai. Providence
Rhode Island cũng ghi nhận mực nước dâng cao khoảng 4 feet khi thủy triều lên vào giữa trưa. Cơn bão cũng là nơi tạo ra nhiều mưa, đổ lượng mưa tổng cộng từ 2 đến 4 inch từ Florida đến Maine, và lượng mưa cao hơn đáng kể tại địa phương. Lượng mưa tích lũy đạt mức hai con số giữa Charleston và Myrtle Beach, South Carolina, gây ra tình trạng khẩn cấp về lũ quét nghiêm trọng được ban hành cho các khu vực chung quanh Georgetown, South Carolina, và Radar Doppler ước tính rằng giữa 12 và 16 phần 16 inch đã giảm. Phần lớn trong khoảng thời gian 6 giờ, công tác cứu hộ dưới nước đang diễn ra khi người dân di tản lên vùng đất cao hơn. Cơ quan thời tiết quốc gia cảnh báo rằng tình hình là thảm khốc. Một số cơn dông bão đổ bộ miền đông Carolina vào Chủ nhật rất nghiêm trọng. Cơn bão đã tạo ra một cơn lốc xoáy gây thiệt hại gần bãi biển Myrtle. Cơn lốc xoáy đã ập xuống quận Horry, South Carolina trong khu vực Socastee Forest Brook. 8 cột điện bị gãy gần quốc lộ 707 ở Socastee và làm hư hỏng một trung tâm mua sắm ở quốc lộ. Văn phòng dịch vụ thời tiết quốc gia ở Wilmington, North Carolina đánh giá đơn vị EF1 trên thang điểm từ 0 đến 5 với cường độ sức gió 90 dặm một giờ. Mưa đã chấm dứt ở Đông Nam và Trung Đại Tây Dương vào sáng thứ Hai, nhưng lo ngại về lũ lụt đang lan rộng ở vùng Đông Bắc. Cảnh báo lũ quét kéo dài từ chung quanh Scranton, Pennsylvania đến gần Syracuse, New York. Có một vùng lụt đáng kể ở miền Trung New Hampshire và miền Nam Maine. Tổng lượng mưa trên diện rộng đã được báo cáo là 3 hoặc 4 inch và sẽ có nhiều mưa hơn. Cơ quan đã nhận thấy nguy cơ lũ quét và lượng mưa quá mức ở mức 3/4 chung quanh phần lớn New Hampshire và miền Tây Maine vào buổi sáng cập nhật dự báo. Nhiều con sông có nước dâng cao đến mức lũ trung bình hoặc thậm chí lớn. Đồng thời, gió ngày càng trở nên tồi tệ hơn ở vùng ven biển New England và người ta dự đoán chúng sẽ đạt đỉnh điểm vào đầu giờ chiều và duy trì gió giật ít nhất trong phần đầu của đêm nay. Giảm dần từ Nam ra Bắc, hầu hết khu vực này nằm trong tình trạng cảnh báo gió, với cảnh báo gió lớn có gió giật trên 60 dặm một giờ ở phía đông nam Massachusetts, Rhode Island và miền nam Connecticut. Các cảnh báo gió mạnh bổ sung được đưa ra đối với bờ biển New Hampshire và biển Maine. Cơn bão tỏ ra dữ dội bất thường vào thời điểm này trong năm, thiết lập áp suất không khí kỷ lục trong tháng 12 tại nhiều địa điểm ở miền đông Nam Bộ. Nhìn chung, áp suất càng thấp thì bão càng mạnh. Hy vọng là kiều bào của chúng ta trong những khu vực này thì cố gắng giữ gìn sức khỏe và chống chọi lại cơn bão. Chúng ta qua phần tin việc kinh doanh của Hoa Kỳ. Tesla Autopilot đã có căn cứ như thế nào? Việc thu hồi trên diện rộng gần như mọi chiếc Tesla trên đường diễn ra trong tuần này đã thực hiện trong nhiều năm. Kể từ khi nhà sản xuất ô tô điện phát hành Autopilot vào năm 2014, các quan chức an toàn liên bang đã dành nhiều năm để xem xét kỹ lưỡng công nghệ hỗ trợ người lái trong bối cảnh ngày càng nhiều tuyên bố rằng hoạt động tiếp thị của Tesla đã phóng đại khả năng của nó. Năm 2021, sau một số vụ tai nạn, trong đó Tesla chạy chế độ Autopilot va chạm với các phương tiện khẩn cấp đang đổ, Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường Cao tốc Quốc gia NHTSA đã mở rộng một cuộc điều tra chính thức và cuối cùng dẫn đến đợt thu hồi lớn nhất trong lịch sử 20 năm của công ty. Hiện nay, hơn 2 triệu xe Tesla đang nhận được bản cập nhật phần mềm để giải quyết tình trạng không đủ điều khiển để chống lại sự thiếu tập trung của người lái khi ở chế độ Autopilot. Đây là diễn biến của đợt thu hồi theo tài liệu của Tesla và các quan chức an toàn và báo cáo của The Washington Post. Ngày 10 tháng 10, Tesla ra mắt Autopilot. Nhà sản xuất ô tô công bố phần cứng lái tự động và an toàn mới được tích hợp trong mọi Model S mới. Và công ty đặt tên cho hệ thống là Autopilot, ví nó như hệ thống được các phi công, máy bay sử dụng và ca ngợi. Đây là buổi bình minh của một kỷ nguyên mới về an toàn giao thông. Công ty cho biết chế độ lái tự động của Tesla là một cách giúp người lái xe giảm bớt những khía cạnh nham chán và nguy hiểm nhất khi di chuyển trên đường. Nhưng người lái xe vẫn chịu trách nhiệm và cuối cùng là kiểm soát chiếc xe. Năm 2016, ngày 7 tháng 5, vụ tử vong do Autopilot được biết đến lần đầu tiên. Một người đàn ông ở Ohio tên Joshua Brown thiệt mạng khi chiếc Tesla Model S 2015 của anh ta va chạm với một chiếc xe tải remote băng qua quốc lộ Hoa Kỳ 27 ở Florida, nơi Brown đang di chuyển khi bật chế độ lái tự động. Cả Autopilot lẫn người lái xe đều không nhận thấy phần màu trắng của xe đầu kéo trên nền trời sáng rực, nên không dùng phanh. Tesla viết trong một bài đăng trên blog, một bài đăng gọi vụ tai nạn là trường hợp tử vong đầu tiên được biết đến trong hơn 130 triệu dặm lái xe bằng Autopilot. Ngày 20 tháng 10, Tesla giới thiệu tự lái hoàn toàn. Tesla xuất bản một video lấy bối cảnh Painted Black
của Rolling Stone, thể hiện mục đích của nó là khả năng tự lái của ô tô. Đoạn video mở đầu bằng một slide có nội dung, người ngồi ở ghế lái chỉ ở đó và lý do pháp lý. Ông ta không cần làm gì cả, xe đang tự lái. 6 năm sau, người đứng đầu bộ phận autopilot của Tesla làm chứng trong lời khai tuyên thệ. Lần đầu tiên báo cáo của Reuters rằng xe tự lái hoàn toàn không thể hiện khả năng thực sự của chiếc ô tô, chứng minh báo cáo của New York Times rằng video đã được dàn dựng. Năm 2017, ngày 12 tháng 9, các cơ quan quản lý liên bang trích dẫn sự phụ thuộc quá mức vào autopilot. Một cuộc điều tra của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phát hiện rằng Brown quá phụ thuộc vào autopilot đã dẫn đến việc anh không tham gia kéo dài khỏi việc lái xe trên đường có giao thông chéo mà autopilot không được thiết kế để điều hướng. Kết quả là một vụ va chạm đáng lẽ không nên xảy ra. Chủ tịch NTSB Robert Sumwatt cho biết, còn thiếu các biện pháp bảo vệ hệ thống và nói thêm rằng hệ thống của Tesla đã hoạt động như thiết kế, nhưng nó được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ hạn chế. NTSB khuyến khích Tesla hạn chế sử dụng các tính năng trong điều kiện mà chúng được thiết kế và yêu cầu NTSA xác minh rằng các nhà sản xuất ô tô đang áp dụng các biện pháp bảo vệ như vậy. Trong một tuyên bố tháng này với The Post, NHTSA cho biết việc tạo ra quy trình đó khá phức tạp và tốn nhiều tài nguyên. Năm 2018, ngày 11 tháng 4, căng thẳng gia tăng giữa Tesla và NTSB. Trong khi điều tra một vụ tai nạn chết người năm 2018 liên quan đến autopilot, các quan chức NTSB yêu cầu Tesla ngừng chia sẻ công khai thông tin chi tiết về các cuộc điều tra chưa hoàn thành. Công ty hợp tác với chính quyền để điều tra vụ tai nạn, nhưng trong một cuộc gọi để thảo luận cuộc điều tra, giám đốc điều hành Tesla Elon Musk đã đột ngột cúp máy ở Sumwatt, nhà điều tra an toàn giao thông hàng đầu quốc gia cho biết. Sumwatt gửi thư cho Musk vào ngày hôm sau, thu hồi tư cách của Tesla với tư cách là một bên tham gia một cuộc điều tra an toàn của cơ quan, có nghĩa là Tesla sẽ giữ kín ít thông tin hơn trong quá trình điều tra. Năm 2019, ngày 1 tháng 3, một chiếc Tesla khác va chạm một chiếc xe tải semi-remote. 3 năm sau vụ tai nạn chết người đầu tiên của autopilot, Jeremy Banner qua đời khi chiếc Tesla của anh đang lái trên autopilot va chạm với chiếc xe tải semi-remote đang băng qua đường cao tốc Florida trong bản thiết kế năm 2023. The Post cho thấy autopilot không cảnh báo Banner về chướng ngại vật sắp đến. Đáp lại lời phàn nàn của gia đình Banner, Tesla cho biết hồ sơ không tiết lộ bất cứ điều gì không ổn đối với chiếc xe của ông Banner. Tesla lưu ý trong các tài liệu tòa án rằng autopilot không được thiết kế để phát hiện một cách đáng tin cậy các phương tiện giao thông di chuyển vuông góc với một chiếc xe. Năm 2020, ngày 11 tháng 2, NTSB công bố về báo cáo sự cố Banner. NTSB đưa ra một báo cáo về vụ tai nạn Banner, trong đó trích dẫn cả tài xế, xe bán tải đã vượt biển báo dừng và việc Tesla phụ thuộc quá mức vào autopilot nguyên nhân có thể gây ra vụ tai nạn. NTSB cũng trích dẫn NHTSA cho biết NHTSA không phát triển một phương pháp có thể hạn chế việc sử dụng hệ thống điều khiển phương tiện tự động trong các điều kiện mà chúng được thiết kế đã góp phần gây ra tai nạn. Ngày 20 tháng 10, Tesla ra mắt hệ thống xe tự lái hoàn toàn. Một nhóm người lái xe được chọn để nhận phần mềm xe tự lái hoàn chỉnh trên xe của họ. Hình thức autopilot phức tạp hơn cho phép người lái xe sử dụng tính năng auto steer. Tính năng này hướng dẫn ô tô đi dọc theo tuyến đường, duy trì tốc độ và giữ tốc độ ở giữa làn đường trên đường phố. Năm 2021, ngày 29 tháng 6, cơ quan quản lý bắt đầu xử lý dữ liệu sự cố. NHTSA yêu cầu các nhà sản xuất ô tô bao gồm cả Tesla rằng họ phải báo cáo về sự nghiêm trọng, sự cố liên quan đến hệ thống hỗ trợ lái xe và tự động trong vòng một ngày kể từ khi biết có vụ va chạm. Điều này dẫn đến các việc các cơ quan quản lý thu thập dữ liệu lớn nhất đã tổng hợp về các vụ tai nạn liên quan đến công nghệ hỗ trợ người lái xe. Ngày 13 tháng 8, NHTSA bắt đầu điều tra autopilot. NHTSA mở cuộc điều tra chính thức về autopilot sau gần chục vụ tai nạn liên quan đến xe cấp cứu đang đổ. Cuộc điều tra này phát triển thành con đường chính của cơ quan để điều tra một loạt các vụ tai nạn của autopilot. Năm 2022, ngày 1 tháng 2, thu hồi hoàn toàn xe tự lái. Tesla thu hồi hơn 50.000 xe do lo ngại phần mềm tự lái hoàn toàn của hãng khiến các phương tiện vượt qua các biển báo dừng mà không đi hết vạch. Dừng lại. Nhiều tháng trước, Tesla đã gửi thông báo thu hồi NHTSA gắn cờ rằng họ đang cập nhật phần mềm để giải quyết các vấn đề gần với 12.000 xe. Tesla tiếp tục đưa ra nhiều đợt thu hồi vào đầu năm. Musk đề nghị các cơ quan quản lý yêu cầu công ty làm như vậy. Ngày 17 tháng 2, NHTSA điều tra phanh ảo. The Post báo cáo về sự gia tăng khiếu nại về việc Tesla bất ngờ phanh gấp để ứng phó với mối nguy hiểm tưởng tượng, một hiện tượng được biết đến trong ngành là phanh ảo. Hai tuần sau, NHTSA bắt đầu thăm dò về phanh ảo
và cuộc điều tra đang diễn ra. Ngày 20 tháng 3, xin lỗi quý vị, 2023, ngày 10 tháng 6, dữ liệu vụ tai nạn lái tự động được tiết lộ. The Post báo cáo rằng ít nhất 17 sự cố chết người và 5 vụ thương tích nghiêm trọng có liên quan đến các vụ tai nạn liên quan đến autopilot kể từ năm 2019. Theo một phân tích của dữ liệu NHTSA, bản kiểm kê toàn diện nhất về số người thiệt mạng khi lái xe bằng autopilot, tổng cộng The Post đã xác định 736 sự cố trong khoảng thời gian đó. Tháng 7, các công cụ phổ biến cho phép tài xế rảnh tay. The Post đưa tin rằng các tài xế đang thêm trọng lượng vào vô lăng của họ để vượt qua cảnh báo của autopilot nài nỉ họ đặt tay lên vô lăng. Và các thiết bị này đã liên quan đến ít nhất 2 sự cố gần đây. Amazon và Alibaba cho biết họ đã xóa danh sách thiết bị sau khi The Post gắn cờ chúng. Ngày 5 tháng 12, Tesla đồng ý thu hồi toàn bộ autopilot. Tesla đồng ý thu hồi sau hơn một tháng họp với NHTSA về cuộc điều tra của cơ quan này về việc tài xế lái xe có thể lạm dụng autosteer. Ngày 10 tháng 12, các vụ kiện, dữ liệu NHTSA tiết lộ các vụ tai nạn chết người bên ngoài, miền thiết kế của autopilot. Bài đăng xác định khoảng 40 vụ tai nạn chết người hoặc nghiêm trọng kể từ năm 2016 liên quan đến phần mềm hỗ trợ lái xe của Tesla. Và phần lớn trong số chúng được xác định thông qua dữ liệu của NHTSA và phần còn lại xuất hiện thông qua các vụ kiện. Ít nhất 8 vụ tai nạn trong số đó xảy ra trên những con đường mà tính năng autopilot không được thiết kế để sử dụng. Chủ tịch NTSB Jennifer Homendy nói với The Post rằng việc NHTSA không tạo ra các quy tắc có thể thực thi được về nơi có thể kích hoạt công nghệ của Tesla là một thất bại thực sự của hệ thống. Ngày 13 tháng 12, Tesla thu hồi tất cả các xe có autopilot và Tesla ban hành lệnh thu hồi đối với hơn 2 triệu xe sau khi NHTSA cho biết. Hệ thống điều khiển autopilot có thể không đủ để ngăn chặn việc tài xế sử dụng sai mục đích. Theo tài liệu thu hồi của NHTSA, Tesla đang phát hành bản cập nhật phần mềm cho các phương tiện bị ảnh hưởng, trong đó có bổ sung thêm các biện pháp kiểm soát và cảnh báo bổ sung trên các phương tiện nhằm khuyến khích người lái xe tuân thủ trách nhiệm lái xe liên tục của họ. Bản cập nhật cũng đặt ra các biện pháp kiểm tra bổ sung về mức độ tương tác của người lái xe khi sử dụng autosteer bên ngoài các khu vực được thiết kế để hoạt động, bao gồm một tính năng tắt autosteer nếu người lái xe liên tục không tham gia vào tay lái. Kính thưa quý vị. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Tí tin tức trên kênh Chuyện nước Mỹ của Tí buổi sáng ngày hôm nay. Chúc quý vị có một ngày làm việc hăng say và đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin kế tiếp. Và nhớ đừng quên like, share, đăng ký và nhấn nút tham gia giúp cho Tí nhé. Bye!